Rồi về phần bàn chân bẹt thường sẽ dẫn đến chụm gối và ảnh hưởng lên luôn cái phần hông phía trên. Để mình kiếm hình xem nó có flat. Đây, ví dụ cái hình này. Nếu một người bị bàn chân bẹt, người ta đang ví dụ một bên thôi ha. Bị một bên bẹt thôi. Thì nó sẽ đẩy cái đầu gối bên này vào bên trong. Đẩy đầu gối này mình vào bên trong và nên nó dẫn đến trường hợp kéo cái hông này xuống. Kéo hông xuống xong thì lại làm đau cái lưng phần ở dưới. Đau phần lưng dưới dẫn đến cong cột sống rồi cuối cùng lên đau đầu, đau cổ, vai gáy. Nên nó sẽ đau từ dưới đau lên. Những người bị bàn chân bẹt thường sẽ bị đau đầu gối trước. Khi tập luyện ví dụ những bài mà cardio hoặc bài nhảy này kia nọ, họ sẽ cảm thấy họ bị đau gối trước và khá là nhanh so với người bình thường. Tại vì áp lực cơ bản khi họ đứng ở tư thế bình thường hoặc họ đi đứng bình thường thôi là đã có áp lực đè lên đầu gối rồi. Nên khi mà họ tập luyện với cường độ cao hoặc những bài tập nặng nữa là cái cơn đau nó sẽ đến nhanh hơn. Đây. Ví dụ flat feet. Nó sẽ xoay bàn chân này bị ấn vào trong ha. Dẫn đến đầu gối đẩy vào trong. Và thay đổi cấu trúc hông, thay đổi cấu trúc hông dẫn đến thay đổi cấu trúc lưng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ cho cái chuỗi kinetic chain của mình nó thẳng. Chỉ cần một sai lệch thôi ha, là sai lệch hết toàn bộ. Rồi, vậy trường hợp này giải quyết sao? Quý biết trường hợp này hả? Có trend trong chỗ làm ha, À. tại vì ở anh phải rồi, nếu mà bàn chân bẹt á thì nó sẽ ảnh hưởng đầu gối đúng không, nhưng mà khi À. đầu gối nó bị chụm vô thì nó ảnh hưởng tới bàn chân bẹt không? Đúng rồi, anh một tức là ở dưới ảnh hưởng lên trên mà ở trên cũng ảnh hưởng xuống dưới luôn. À, là khi đầu gối bị chụm vô Nhưng nghĩa là mà đó là thường á, bàn chân nhưng bẹt mà luôn đúng thường không? vậy nè, khi mà đợi bị không bị bàn chân bẹt đi, ví dụ như anh Ừ. tập anh không bị chân bẹt nhưng lúc squat á anh bị chụm gối thì nó sẽ bị dẫn lên phía trên, nó bị đau lưng, đau cái hông. Tức là nó sẽ bị dẫn đến sai lệch của phần dưới và phần trên luôn. Ví dụ lúc em đứng em bị chụm gối vô, hoặc lúc em squat em bị chụm gối vô trong một thời gian kéo dài, nó sẽ dẫn đến sai lệch của phần hông và cổ chân, tùy thuộc vào cái nào đau trước thôi. Đến một lúc ví dụ cái hông nó báo tín hiệu đau trước, như như của anh hồi trước anh bị đau lưng là do một phần là do cái đầu gối anh bị yếu, anh không có cái ổn định cái đầu gối, nên lúc squat á vừa squat những cái hiệp nặng xong, set nặng xong ra là sẽ bị tê nguyên cái lưng. Đó là do một phần là do đầu gối bị chụm. Đó, Không, ý là em là một trong trạng thái bình thường thôi á, ừ. là khi mà người ta mà Còn thấy người người ta cái bị đầu gối bàn bị chân bẹt, chụm vô á, người bị bàn chân bẹt hoặc bị gối chụm bình thường á, họ đứng thôi mình đã thấy họ chụm vô rồi, thì nói lên điều gì? Nói lên là nguy cơ dẫn đến đau lưng dưới cao hơn so với người bình thường, hiểu không? Cái người đứng bình thường thôi đã có thể hiện ra ngoài là đã bị chụm gối thì nguy cơ chấn thương họ sẽ cao hơn so với người thực hiện chuyển động mới thể hiện ra. Ok. mà ý em á là khi người ta đang trạng thái bình thường đúng không, mà mình Ừ. nhìn vô thấy người ta bị trùng gối là mình có thể đánh giá người ta là bị chân bẹn đúng không? Không không không, nó không có. Mình phải coi cái bàn chân họ có bẹt không nữa. Mình coi cái bàn À, chân họ có bẹt hay không bằng cái bài web test. Như nãy có nói đó, mình phải thực hiện bài test cho họ mình mới biết chắc được. Đây, web test nè. Em lên Google search ra. Thật ra là đưa bàn chân dậm dậm vô nước xong dậm lên một cái mặt giấy hoặc cái mặt khô gì đó là mình thấy họ có bẹt hay không liền thôi, hiểu không? hiểu. Đây là bài test đó. Thì mới với vấn đề là mình không thể nào mình nhìn rồi mình nói theo kiểu chủ quan của mình được, mà mình phải làm bài test để cho khách hàng thấy, bản thân khách hàng họ phải thấy được à bàn chân tôi bị bẹt thì tôi mới sửa, chứ giờ em nói họ bị bẹt nhưng họ không tin họ bẹt thì làm sao họ sửa, đúng không? Vấn đề là mình chỉ cho họ thấy được vấn đề của khách hàng rồi. À, và bên ngoài họ có bán những loại giày để mang cho người bị bàn chân bẹt nữa, cái đó các bạn có thể tìm hiểu thêm. Để ví dụ như khách hàng không có thời gian tập nhiều chẳng hạn thì mình khuyên họ nên mua thêm để hỗ trợ trong cái việc điều trị cái cơ thể của họ. Rồi trường hợp này cái tên gọi bàn chân bẹt nó còn có gọi là pronation, tức là xoay vào trong ha. Rotation Distortion Syndrome Summary.
Thì như nãy anh Dũng cũng nói, với lại Phát cũng nói là cái phần khi mà bị mất cân bằng cơ thể sẽ luôn có những nhóm cơ bị căng cứng, hoặc mình hiểu nó là bị ngắn lại, bị co cứng, bị ngắn lại. Bên cạnh đó sẽ có những nhóm cơ bị kéo giãn hoặc là những cơ bị yếu. Rồi, cơ nào bị ngắn thì mình phải kéo dài nó ra về trạng thái bình thường. Còn cơ nào bị kéo dài do yếu, mình phải tập cho nó mạnh hơn, cho nó tăng độ căng co cứng cho nó mạnh hơn. Hiểu hai cái này ha, một cái là bị rút ngắn, một cái kéo dài. Thì cái nào bị rút ngắn mình phải kéo dài nó ra, còn cái nào bị kéo dài thì mình phải tìm cách rút ngắn nó lại cho nó cân bằng lại. Hiểu không Quý? Alo. Hiểu anh, Ok hiểu. rồi, ví Tức là dụ tại người nói đi Dũng. khi mà người ta bị căng cứng thì cái biên độ chuyển động người ta sẽ hạn chế lại đúng không, Đúng và rồi, đúng rồi. cái vấn Đúng đề rồi. chấn thương người ta sẽ cao hơn những người cao hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vì khi mà bị căng cứng thì nó sẽ dẫn đến thay đổi cấu trúc chuyển động của họ, cấu trúc xương khớp của họ, làm cho họ chuyển động không còn hết đủ cái biên độ nữa. Mà khi bắt đầu loát thêm tạ hoặc là những bài tập bùng nổ hoặc những bài nhảy hoặc những cái động tác khó chẳng hạn, thì sẽ đặt thêm áp lực lên những cái phần khớp nối, những cái mô mềm như dây chằng, như gân, thì những cái khớp đó sẽ bị đau trước. Đó là lý do thường mọi người sẽ bị cảm giác đau khớp nhiều hơn là đau cơ. Thật ra là đau những cái dây chằng và gân đó, nhưng tại vì cái đó phục hồi chậm và dễ tổn thương, là do bị sai lệch tư thế và ngay chỗ những phần khớp. Đây ví dụ như trường hợp bị bàn chân bẹt này thì sao, thì nó sẽ thay đổi cấu trúc, tăng cái việc knee abduction. Bữa hôm trước mình có học adduction rồi. Adduction tức là xoay vào trong, kiểu hướng vào bên trong cơ thể, đầu gối bị chụm vào trong, như cái hình ảnh mình có thể thấy ha. Đầu gối bị kéo gần về bên trong, bị kéo gần về bên trong và nó bị xoay vào trong luôn, knee internal rotation. Đó là phần khớp gối. Bên cạnh đó là foot pronation, là bàn chân mình lật vào trong. Đó nó có tên gọi hết ha, và foot external rotation, lật vào trong và xoay bên trong. Đó là thay đổi cấu trúc của khớp luôn. Rồi, và nó giảm cái gì? Nó giảm ankle dorsiflexion. Tức là khi nó lật vào trong rồi thì nó cái chiều ngược lại của nó sẽ bị hạn chế. Chiều ngược lại hạn chế. Và bên này nguy cơ chấn thương gì? Thì mình sẽ coi những cái triệu chứng này nè, để mình giống như khách hàng nói cho mình biết là mình sẽ đoán được coi khách hàng có bị cái bàn chân bẹt hay không. Ví dụ như plantar fasciitis này, mình sẽ Google thử coi nó là gì. Đây, đây là cái hiệu cái triệu chứng đau gót chân hoặc là đau gan bàn chân. Giống như ví dụ Ly đi giày cao gót nhiều, xong thời gian cái cảm thấy bị đau gót chân. Đó, đau gót chân là nó đang thay đổi cấu trúc cái bàn chân của mình. Nó báo hiệu bằng cái việc đau ở dưới lòng bàn chân nè. Thì mình nên bắt đầu giãn cơ và mình kết hợp tập luyện sao cho nó phù hợp lại. Ok không? Đó là cách mình áp dụng cho những khách hàng nữ mà người ta văn phòng chẳng hạn, người ta phải mang giày cao gót, hoặc là công việc họ thậm chí vừa mang giày cao gót mà vừa đứng nữa, đứng 2 tiếng 3 tiếng mỗi ngày chẳng hạn. Đó ví dụ như lễ tân, những công việc đó. Đó đau gan bàn chân ha, đau gót chân hoặc là đau giữa lòng bàn chân nè, là một trong những cái báo hiệu bị bàn chân bẹt hoặc là mang giày cao gót nhiều dẫn đến đau chân. Rồi, một cái nữa ví dụ như shin splint. Shin splint. Đây là shin splint, đau phía trước cẳng chân thì vậy. Để cùng coi. Bàn chân bẹt. Thì nó từ cái bàn chân bẹt nó dẫn đến những cái khả năng bị chấn thương như cái này ha. Shin splint. Đau vần cẳng chân phía trước bị căng, cẳng chân và bắp chân. Rồi tiếp theo, patella tendonitis là cái dây chằng chéo trước á, nên những người bị bàn chân bẹt nè, thí dụ đi đá banh thì nguy cơ đứt dây chằng chéo nhiều hơn so với người bình thường. Đó, đây là cái dây chằng ngay chỗ đầu gối để nó giữ cho cái đầu gối, cái xương bánh chè ngay ổn định đó. Rồi đây cái mà phổ biến nè, low back pain, đau lưng dưới. Người bị bàn chân bẹt sẽ dẫn đến đau lưng dưới.
Rồi, vậy mình khi mình xử lý thì mình đã có cái bảng này rồi. Mình sẽ gửi cho các bạn xem cái bảng này. Thì mình không cần thuộc cái bảng này, mình chỉ cần biết cách sử dụng bảng này thôi. Những cơ căng cứng là cơ có tên hết rồi ha. Mình cứ copy cái gadget image để mình coi nó là cái gì. Ví dụ mình tìm nó qua Google thôi, tìm thì nó ra cái hình ảnh. Xong mình giãn nó ra. À, Dũng chia sẻ cách giãn cơ cơ này như thế nào Dũng? Giãn cơ bắp chân. Thường thường thì sẽ có ba cách. Một là giãn theo kiểu giãn cơ tĩnh này, hai giãn cơ động này, và ba ấy thì giãn theo kiểu giãn cơ thể thao ấy. Thì thường thường sẽ dùng bằng, một là dùng bằng tay, hai dùng bằng bóng, và ba là dùng bằng cái ống phan cơ lơ ấy. Rồi, ok. Rồi, tới bài khởi động sẽ nhắc lại, nhưng bây giờ mình nhắc về thứ tự thực hiện các cái động cái đó ha. Thứ tự thực hiện những cái bài giãn cơ đó, ví dụ cơ này, cơ này cũng nằm trong bắp chân luôn, thì nói chung mình sẽ lăn hết phần bắp chân là ok. Thứ tự thực hiện của cái việc giãn cơ là mình sẽ dùng foam roll trước. Foam roll, ok. Foam roll trước, xong mình tới static stretch. Static stretch là những bài giãn cơ tĩnh. Giãn cơ tĩnh xong thì mới đến dynamic stretch. Dynamic là những bài giãn cơ động. Theo thứ tự này ha, đừng có làm ngược lại. Tại vì trong bài biên độ chuyển động và bài khởi động mình sẽ nhắc lại. Tại vì khi cơ đang bị cứng á, mình không thể nào mình kéo dài nó ra được, mà mình phải dùng cái foam roll này trước nè, hoặc là cái banh mà Dũng nói đó, để ấn vô cái cơ nó mềm ra. Sau khi cái cơ mềm ra rồi, mình mới kéo giãn cái sợi cơ ra được. Chứ nó đang cứng, mình kéo nó nguy cơ dễ bị chấn thương hơn do rách cơ. Rồi, sau khi nó giãn được biên độ thì mình mới hoạt động tới cái khớp là dynamic nè. Ví dụ đá chân về trước, đá ra sau, đá vào hai bên chẳng hạn, thì lúc đó nó mới chuyển động được cái khớp để tăng biên độ của khớp. Hiểu vấn đề không? Từ cái tĩnh, từ cái ấn, chứ là khách hàng không làm gì hết. Như cái foam roll Dũng biết rồi, là dùng cái banh, cái ống lăn gì đó ấn vô để giãn cơ cho mềm ra, xong bắt đầu mới giãn cơ tĩnh, tĩnh xong mới tới động. Ok. Cái giãn này sau khi tập hay sao anh Phát? Trước và sau tập. Nên giãn trước và sau tập, hoặc lúc nào rảnh thì giãn. Nên giãn cơ thường xuyên. Ly có nghe này bao giờ chưa Ly? Em có, em thường hay giãn cơ cho học viên ạ. Ok, thì nhớ thực hiện theo từng bước như thế này thì nó hợp lý hơn. Lý do của việc giãn trước tập là để, tại vì mình tập hoặc là mình hoạt động hàng ngày của mình, nó cũng làm cho cơ mình bị cứng, thì mình phải giãn trước để cho cơ nó trở về trạng thái bình thường, thì cái bài tập, buổi tập hôm đó nó mới an toàn và hiệu quả. Mình nhắc đi nhắc lại, an toàn và hiệu quả ha, để hạn chế chấn thương. Rồi sau tập mình cũng giãn cơ luôn một lần nữa. Tại sao? Trong lúc tập mình lại tiếp tục hoạt động cho cơ nó bị căng cứng tiếp, lại tăng áp lực lên cơ, thì cơ sẽ lại co cứng tiếp. Thì mình giãn ra để làm gì? Để khi mình về nhà mình hạn chế những cơn đau, và mình hoạt động hàng ngày cho nó gọi là nó suôn mượt, nó ok, nó không bị đau nữa. Thì nói chung mình thực hiện cái động tác, những cái giãn cơ này thường xuyên, càng thường xuyên càng tốt. Nhưng mà đối với những vận động viên chẳng hạn thì họ có những cách giãn cơ chuyên biệt hơn. Tại vì nếu giãn cơ quá nhiều á, nó sẽ làm giảm hiệu suất nữa. Thì đối với vận động viên thì người ta sẽ quan tâm đến cái đó. Còn nếu người tập bình thường thì mình cứ đảm bảo an toàn, thì mình cứ giãn trước và sau tập. Nhưng mà một số trường hợp giãn và trước và sau tập thường sẽ tốn rất là nhiều thời gian, nên mình cố gắng hướng dẫn họ biết cách tự giãn, để họ có thể ở nhà họ giãn trước, rồi họ đến họ tập với mình, rồi họ tập xong họ tự về nhà họ giãn tiếp chẳng hạn, như vậy. Ok. Rồi cái bảng như vậy thôi, thì mình cứ lấy những cái tên nhóm cơ mình đưa vào Google, mình tìm ra thì mình biết được là cái cơ này mình cần phải giãn là ở vị trí nào. Ok không? Ví dụ hiếp đây cho mình hỏi. Ok. À, mình có một cái trường hợp khách 61 tuổi ấy, nhưng mà cái vấn đề của cô ấy xương khớp yếu, thì mình bỏ qua cái vấn đề giãn cơ thể thao ấy, thì mình cho người ta giãn cơ tĩnh cơ động được không?
Cô hiện tại có bị đau gì không? Cô hiện tại bây giờ là bị gù lưng này, rồi bị võng lưng này, cứng hông này, rồi là bị căng bắp chuối này. Nhưng mà cái hệ cơ hệ xương của cô ấy bây giờ rất là yếu, thì khi mà mình dán với ống foam ấy thì bắt buộc người ta phải áp lực lên các cái khớp, thì mình bây giờ mình bỏ qua cái dán bằng ống mà mình thay vào dán cơ động này hoặc là dán cơ tính thì vẫn ok đúng không? Mình vẫn có thể dùng foam roll nhưng mà mình áp lực nhẹ thôi. Mình làm đặt áp lực lên cái điểm đau đó đó, lên cái trigger point á khoảng 30 giây. Hoặc là mình có thể roll nó, mình có thể lăn nó trên toàn bộ cái phần cơ. Thật ra mình đặt cái áp lực là đặt ngay đúng cái điểm trigger point chứ mình không có đặt lên khớp. Ví dụ điểm đau ngay ba trên bắp chân. Điểm đau ngay trên bắp chân chẳng hạn. Ví dụ ngay giữa đây thì mình đặt cái bánh foam roll đây hoặc là trái banh ngay đây đúng không? Thì mình sẽ đặt cái áp lực tay của mình ngay trên này. Thì mình đặt nhẹ thôi, hoặc là mình hướng dẫn cho cô đó tự thực hiện bằng cách để một chân cô lên trái banh, còn cái chân còn lại của cô tự gác lên trên cưng của cô. Thì hoàn toàn rất là nhẹ và cô cố gắng lăn lăn tới lăn lui và còn có thể gập cổ chân lên xuống, có rất là nhiều cách để tăng thêm áp lực. Để tức là nhưng mà mình vẫn cố gắng thực hiện foam roll trước để mình đáp ứng được cái việc làm cho cái sợi cơ mềm ra. Thật ra ở đây không phải là mình ấn để bóp cho sợi cơ nó mềm mà là mình đang tác động lực lên đủ mạnh để cho cái mà muscle spindle, những cái dây thần kinh cơ, hôm trước mình có giảng qua cái muscle spindle, khi nó nhận được tín hiệu áp lực đè lên sợi cơ nó sẽ nói với não thả lỏng cái chỗ cơ này ra, thì từ đó sợi cơ mới thả lỏng ra. Các bạn hiểu quy trình không? Hiểu không Dũng? Tức là mình giảm cái level, giảm cái độ khó xuống đúng không? Bình thường ấy thì muốn tăng cái độ khó lên là mình sẽ chống hai cái tay lên để mình Đúng tăng rồi, áp đúng lực rồi. lên cơ ấy. Nhưng bây giờ mình chỉ để bấm lên và lăn qua lăn lại điểm Đúng rồi, căng để đúng không? bóng lên, lăn qua lăn lại hoặc là để cho khách tự làm. Khách tự để chân lên rồi dùng cái chân còn lại tự gác lên luôn. Nói chung là mình giảm áp lực đè lên cái chỗ đau của cô, trong sức chịu đựng của cô. Hoặc là mình có thể ấn nhẹ một tay lên nhẹ thôi chứ đừng có đè nguyên người mình lên, tại tùy theo khách hàng. Nhưng mà miễn thì tức là khi mà mình ấn nhẹ như vậy á thì mình phải lăn nhiều hơn, tốn nhiều thời gian hơn so với việc mình ấn mạnh. Ấn mạnh thì ấn một lần là nó hết liền, còn ấn nhẹ mình phải ấn ấn chân này xong qua chân kia hoặc quay lại chân này thêm 2 lượt 3 lượt 2 3 set như vậy thì họ mới thấy đỡ. Hiểu vấn đề không? Nhưng mà mình vẫn khuyên nên dùng foam roll trước rồi mình mới thực hiện static stretch và dynamic stretch. Tôi khá hiểu rồi. Được không? Được không? Rồi. Rồi, còn phần ngược lại, những cái cơ mà bị kéo dài mình tập cho nó mạnh lên. Ví dụ ở đây Gluteus medius với maximus tức là cơ mông đó. Những người mà bị bàn chân bẹt cũng là bị cơ mông yếu luôn. Rồi bị cơ hiếp mở, cơ mở mở hông yếu luôn. Thì mình cứ lấy cái tên nhóm cơ này đem vô YouTube chẳng hạn, kiếm tên bài tập, kiếm bài tập phù hợp cho nó thì nó sẽ ra thôi. Exercise đó. Thì mình cứ coi để mình lấy ra những cái bài tập nào mình thấy dễ áp dụng và dễ thực hiện cho khách của mình và dễ nhớ, rồi mình đó là sẽ thành một cái gọi là cái chuyên môn riêng của mình đó. Rồi đây là trường hợp bàn chân bẹt. Trường hợp tiếp theo là bị võng lưng hoặc là lower crossing rod. Lower crossing rod thì nó cũng có cái bản tương tự như vậy. Cách sử dụng mấy bản này các bạn hiểu rồi ha. Thì khi bị lower crossing rod này thì nó làm gì? Nó làm tăng cái độ cong, tăng cái độ ưỡn lưng á, extension à, của cái lumbar. Lumbar là phần lưng dưới ha, đốt sống L1 đến L5 ngay khúc này. Rồi. Và tăng cái hip extension, tức là bị đẩy ra sau này nè, là hip extension. Và dẫn đến cái gì? Dẫn đến bị đau cơ đùi sau, chuỗi cơ đùi sau dễ bị đau. Rồi bị cái gì nữa? Bị cái anterior knee pain, cái đầu gối phía trước bị đau, dễ bị đau gối và bị đau lưng dưới. Đây
Trường hợp này cũng có đau lưng dưới luôn. Rồi tiếp theo, upper cross syndrome. Upper cross syndrome là bị gù lưng. Bị gù lưng thì sẽ dẫn đến cái gì? Dẫn đến đau đầu, nhức đầu nè, thường bị nhức đầu. Rồi bị impairment này tức là bị bicep tendonitis. Cái này quên cái phần tên đó. Để xin mình xem Google thử. Tên này. Bicep tendon. À, đau vai. Những người bị gù vai về trước sẽ có nguy cơ đau vai và chấn thương vai nhiều hơn. Thì đối với những người này nên mấy lúc họ tập những bài đẩy như bench press hoặc là overhead phải lưu ý có thể bị đau vai á, nên mình sẽ phải nói cho họ biết trước là họ đang bị sai lệch chỗ nào và điều chỉnh xong thì tập nó sẽ an toàn hơn. Chứ nếu không mình tập mà mình cứ đặt tạ nặng lên liên tục thì đến một ngày họ sẽ bị đau, họ bị chấn thương nữa. Rồi trường hợp đây cũng vậy, đây là cái phần cũng nằm trong phần vai luôn. Cái sợi dây chằng này là để nhấc tay dơ ngang qua lateral với lại đẩy overhead á, thì cũng là những bài liên quan đến vai và ngực, đẩy ngực. Rồi thoracic bị gù lưng, thoracic outlet syndrome. Đây à, trường hợp này thì sẽ bị khó thở và cảm thấy đau ngay chỗ này, tại vì ở đây có dây thần kinh đi ngang đây. Nếu mà bị gù về trước, các bạn tưởng tượng vai bị gù về trước, nó sẽ chèn ép dây thần kinh như đây thì người ta sẽ bị đau và tê xuống ngón tay luôn, đau từ phần vai gáy, phần tức lồng ngực nè cho đến bàn tay cánh tay sẽ bị tê ha. Khi các bạn tìm hiểu được những cái sai lệch đó dẫn đến đau ở đâu rồi á, thì khi các bạn nhìn vào sai lệch của khách hàng, các bạn nói luôn trước cho họ có phải anh chị bị đau đầu hay không, có phải hay bị đau ở phần vai hay không, hoặc là có thể anh chị có hay bị đau ở phần lưng dưới hay không. Đó thì giống như mấy người bác sĩ cũng vậy, họ chỉ cần nhìn vô họ chẩn đoán, cái đó là chẩn đoán, còn mình chẩn đoán dựa trên tư thế của khách hàng. Nhiều khi khách hàng chưa nói là đang bị đau lưng, nhưng mình nói trước cho họ biết có phải anh chị đang bị đau lưng dưới hay không. Đó là cũng là một cách để tăng niềm tin. À, khách hàng nói ồ, đứa này nó hiểu vấn đề của mình, mình có khả năng kiểu tập với nó được, kiểu như vậy. Các bạn nắm được cái phần bảng này không? Ba cái tư thế phổ biến nhất, ba tư thế mà ở tư thế tĩnh nè. Ok không Quý? Dũng ok nhá. Ok. Ly ok không? Ok à anh. Ừ. Có quen không hay là lạ? Cái này chắc bây giờ nhiều người cũng xài rồi. Cái mấy cái vấn đề tư thế này nhiều người gặp phải mà anh, nên là em thấy là nó phổ biến ạ. Phổ biến nhưng mà cái cách mà để sửa sai lệch á, nó có quen không? Mọi người đã biết cách sửa sai lệch hết chưa? Em thì mới biết về kiểu như là sửa gù với cả nói chung là thẳng cái lưng lên thôi. Còn nếu mà về phần kiểu như là nhiều người bị, tại vì em cũng ít khi gặp ai bị kiểu như là đẩy cái mông về đằng sau quá ấy ạ. Thì mọi người bị gù lưng. Ok. Thì cứ căn cứ theo những cái bảng này, những cơ nào bị căng thì mình giãn, còn cơ nào bị duỗi thì mình tập. Rồi xong. Đây là phần xem những tư thế phổ biến bị sai lệch. Rồi khi mà đánh giá khách hàng, mình sẽ đánh giá theo cái hai cái hình này. Đây là lúc mình chụp hình khách hàng á, xin phép chụp bằng điện thoại họ mà, hoặc bằng điện thoại của mình hoặc ứng dụng nào đó mà mình hơi nhìn thấy, để mình đánh giá xem mặt trước và mặt bên, coi cái từ bàn chân đến cổ chân đến đầu gối nó có thẳng hàng hay không, rồi phần hông nó có nằm ngang thẳng hàng hay không, rồi nó thẳng từ dưới lên này, cột sống có thẳng hàng với lại hai chân hay không, rồi tên tới trên này, vai có thẳng hàng hay không, đầu có thẳng hàng hay không, hay có bị nghiêng bên nào hay không. Thì khi xem một tấm hình của khách hàng, đó là những điểm mình nên xem, mình nên xem để mình đánh giá ha. Rồi mặt hông thì mình nhìn từ đâu? Mình nhìn từ giữa lòng bàn chân lên tới gối, lên tới phần hông này, giống cái hình minh họa nãy anh có gửi là cái hông mình có bị lệch ra trước hay về sau hay không.
Rồi từ hông lên trên vai có thẳng hàng hay không? Lên tới ngang lỗ tai có thẳng hàng hay không? Thì mình sẽ yêu cầu khách hàng đứng đây, đứng đối diện mình. Thì ở mặt trước này mình xem giống này, đây thì nó giải thích lại theo nãy giờ anh nói thôi, là nhìn từ cổ chân, bàn chân thẳng hàng và song song nè, không bị flat feet nè. Rồi đầu gối thì thẳng hàng với ngón chân, không bị gập vào hoặc đưa ra ngoài, thẳng hàng ha. Có anh có gặp một con bé bữa trước có mới test thử, bình thường á, bình thường là nó đi hai hàng hoặc là nó đứng hay quay bàn chân ở ngoài để nó quen rồi. Nhưng mà lúc mà test cái này á, kêu nó bắt đứng quay hai bàn chân song song với nhau á, là đầu gối nó tự động chụm vô liền và nó cảm thấy rất là khó chịu khi đứng song song vậy. Thì mình sẽ giải thích cho khách biết đây là tư thế để test, và nó cũng thể hiện cho khách hàng đang bị mất cân bằng chỗ nào luôn. Rồi, tư thế bên hông, mình sẽ lướt sơ qua này ha. Đầu gối thẳng hàng để bàn ngón chân, phần hông thẳng hàng với phần hông, thì cái mặt phẳng transverse là cái mặt phẳng, phần hông nó không bị lệch. Thì các bạn nhìn lại cái hình của cái thùng nước này nè. Đây. Cái thùng nước này nó phải thẳng, nó không bị nghiêng bên nào hết là được. Rồi tiếp theo mặt hông cũng coi tương tự, cứ quan trọng coi tương tự từ dưới bàn chân lên tới đầu gối, tới phần hông, vai, đầu, xem tất cả hai cái đó. Nên chụp hình lại để mình coi và để cho khách hàng thấy luôn. Ví dụ họ có một cái sai lệch nào đó họ thấy được sau 4 tuần, 6 tuần tập với mình, mình sửa sai lệch, mình chụp lại, họ có cái để họ so sánh. Chưa cần biết là họ có tăng cơ giảm mỡ vậy không, nhưng mà mình sửa được sai lệch tư thế là đã là một bước tiến để họ tăng niềm tin tập với mình. Và có đây có cả mặt sau luôn. Có cả mặt sau luôn ha. Chụp ba mặt, mặt trước, mặt sau và mặt hai bên. Rồi. Tiếp theo là phần overhead squat. Overhead squat đây. Yêu cầu đối với tư thế static và tư thế overhead squat đều là phải đứng hai bàn chân song song. Nếu đứng mà bàn chân mở ra ngoài thì không có ý nghĩa ha. Đứng song song. Xong sau đó yêu cầu khách hàng thực hiện khoảng 5 cái squat theo, rồi mình sẽ quay video phía trước và thêm 5 cái nữa quay video mặt bên hông. Thì khi mà thực hiện overhead squat này sẽ có một số trường hợp xảy ra. Anh Dũng, một số trường hợp nào anh thường thấy khi mà thực hiện overhead squat? Thường khi mà test cái bài overhead squat thì thấy đầu tiên là khách hàng, mà đối với khách hàng mà ngập văn phòng ấy, thì cái hông người ta bị cứng. Rồi phần lưng, đối với những người mà người ta thừa cân ấy, thì cái phần lưng dưới người ta bị bỏng. Với cái tiếp theo đấy là cái gì nhỉ? Cái lưng của người ta ấy, không mở được hết phần bả vai ấy, nên thành ra cái vai của người ta xoay nhiều về trước là bị gù. Đấy, tiếp tục là cái phần cổ chân ấy. Cổ chân người ta đi guốc này, rồi người ta đi ấy, cổ chân người ta bị căng ấy. Đấy là 4 điểm thường thấy ở bài overhead squat. Ok. Đó. Thì ví dụ mặt trước này mình sẽ xem gì? Mặt trước mình sẽ xem bàn chân của họ lúc mà squat xuống á, có bị xoay ra ngoài hay không? Đầu gối của họ có bị chụm vào hoặc mở ra hay không? Yêu cầu khi squat xuống đầu gối phải giữ thẳng với là bàn chân. Ha. Rồi, mặt hông này thì khi đây là những điểm mình coi mặt trước ha, là coi bàn chân, đầu gối. Rồi. Và xem cái mấy ngón chân nè. Nên yêu cầu khách hàng đứng bằng chân không ha, chứ mang dài mình không thấy được mấy ngón chân. Thì khi họ xuống á, khi họ squat xuống xem mấy ngón chân nó có bị dở lên hay không, hoặc là cái mép bàn chân nó có bị dở lên hay không. Rồi mặt bên hông này lúc xuống xem cái thân trên nè có bị đổ về phía trước quá nhiều hay không, phần lưng dưới có bị võng quá nhiều hay không, hoặc là phần tay có bị kéo xuống hay không. Yêu cầu khi squat xuống cánh tay vẫn giữ ngang bằng với lỗ tai, che được lỗ tai. Ok. Rồi. Đó là những điểm mình cần xem. Đây ví dụ khi xuống, đây là một tư thế mặt trước là mình coi phần thân dưới ha. À phần hông nữa. Mặt trước mình xem coi phần hông nó có song song với phần đầu gối, song song với phần cổ chân hay không ha. Hai đường thẳng này thì lại song song với nhau.
hai bên, giữa hai bên và giữa từ trên xuống dưới. Rồi khi thực hiện động tác squat xuống ở điểm dưới cùng, không cần squat quá sâu, chỉ cần squat xuống ở cái điểm mà phần thân trên song song với phần cẳng chân là ok. Nếu họ đáp ứng được tiêu chí này là ok ha. Tạo nên hai đường thẳng song song này. Nên mình cần quay lại để ví dụ mình bấm dừng lại và cho show ra cho họ thấy là ok, chỗ này mình thẳng hoặc chỗ này mình bị cong hoặc mình bị mở ra gập vào gì đó, để họ thấy được hình ảnh cho nó cụ thể. Rồi những trường hợp ví dụ đầu gối chụm vô thì tự động cái mép bàn chân này dở lên, hoặc là bàn chân xoay ra thì đầu gối sẽ có xu hướng xoay vô luôn. Rồi hoặc đầu gối bị mở ra ngoài, fit turn out hoặc là fit flexion, flat fit nè, với lại fit turn out. Đây là xe mặt trước, mặt trước đầu gối chụm. Mặt hông thì có thể có lưng bị võng, hoặc là khi xuống thì hai đường thẳng này không còn song song nữa mà người bị đổ về trước. Đây là trường hợp mà bị anh Dũng nói là bị căng cứng cái phần hông nè, họ không mở phần hông ra được và họ có xu hướng ngã về trước, vì thì hai cái đường thẳng này sẽ cắt nhau đó, thì là họ bị căng phần hông này quá, mình sẽ xử lý phần hông này. Rồi ví dụ khi xuống vẫn giữ được đường này thẳng với đường này nhưng cánh tay họ không giữ được thì đa phần họ đang bị gù lưng trên, thì cái phần ngực và bị căng quá mức nè, nó sẽ kéo xuống. Thì trong quá trình xem như vậy mình sẽ đánh giá và mình note ra là những cái tình huống nào họ đang bị. Từ những tình huống đó mình sẽ có cái bảng giải quyết vấn đề giống như trên kia đây, thì nó có từng cái tên cụ thể. Ví dụ như cái chuỗi phía trên ngã về trước quá nhiều nè, thì những cơ nào bị cứng nó có liệt kê ở đây, đó là phần bắp chân và phần hông. Rồi và phần mà bị yếu ở trên nó dùng cái từ là short và length, nhưng ở dưới nó lại dùng từ overactive là bị quá tải và underactive. Thì overactive nó sẽ đồng nghĩa với bị short, tức là bị quá căng, nó co quá nhiều, nó bị quá mức thì cơ nó bị căng cứng, gọi là bị co cứng. Ok, bị co cứng thì mình phải giãn, đây là những cơ phải giãn nè, cái cột này. Còn bên này cơ mà underactive là những cơ mình phải tập cho nó mạnh lên. Ok, thì bên này cơ tập phải mạnh là gì đây? Cơ mông nè, cơ mông lớn nè, và cơ dựng cột sống, adductor spine nè. Đó, mình sẽ dùng những cái tên này tìm xem ra những bài tập phù hợp. Rồi, ví dụ ở đây trường hợp bị võng lưng thì có những nhóm cơ nào đây? Rồi đó là những cơ bị căng, và tương tự có những nhóm cơ bị yếu thì mình sẽ tập. Mình sẽ gửi cho các bạn những cái bảng này để các bạn có thể in ra, chỉ cần biết cách sử dụng thôi, để cầm theo đi hướng dẫn cho khách. Chỉ vô nói là đây là trường hợp anh chị đang bị ngã xuống như thế nào đó, ngã về trước hoặc là chân mở ra ngoài hay là gối chụm gì đó, thì từ đó chỉ ra cho họ thấy luôn là cơ nào đang bị căng. Bây giờ mình sẽ là tập những bài nào đối với cơ căng và cơ nào đang bị yếu, và mình sẽ tập những cơ nào yếu, những bài tập nào phù hợp. Thì các bạn chỉ cần nắm như vậy thôi là mình sẽ fit được những cái tư thế sai lệch. Rồi dưới này là bài single leg squat, thì nó cũng tương tự như bài ở trên nhưng mà nó khá là khó hơn, nên mình ưu tiên mình sử dụng bài overhead ha, và cái bài đứng static stretch, static posture là được. Tại vì cái cách giải quyết của bài single leg này nó cũng tương tự như bài overhead squat thôi. Rồi tiếp theo có phần bài đẩy assessment. Đây cũng là một phần thực hiện chuyển động để đánh giá tư thế. Thực hiện chuyển động đánh giá tư thế thì khi nếu mà lưng bị ử quá mức nè, trong trường hợp ví dụ đứng đẩy này là tư thế bình thường, co vào đẩy ra bình thường. Nếu lưng bị ử quá mức hoặc là bị đưa đầu về quá mức chẳng hạn, hoặc là bị nâng vai, thì hầu hết đều giải quyết như bài overhead squat. Nên hầu hết bây giờ mọi người ai cũng sẽ dùng cái bài overhead squat là chính để đánh giá tư thế. Đó, tại vì cùng một bài tập mà nó đã show qua được hết toàn bộ từ trên xuống dưới các cái phần mà bị căng cứng hoặc là bị yếu gì đó hết rồi.
Nên những bài phía sau này kiểu mình tăng thêm, có thêm những cái option để mình lựa chọn thôi. Nhưng mà thật ra cách giải quyết cũng như tương tự như cái phần của bài overhead squat. Như đây mình thấy bị ưỡng lưng cũng giải quyết ở phần hip và phần cơ dựng gốc sống nè, cũng tương tự nhau thôi. Nên mình chỉ cần học một cái kia rồi xong mình sẽ áp dụng toàn bộ. Dưới này là test cho cái performance. Đối với những người tập và quan trọng về cái phần bao nhiêu sức mạnh họ có thể tăng được sau thời gian chẳng hạn, thì có thể thực hiện những bài này, giống như push up test trong vòng 1 phút, trong vòng 60 giây thực hiện coi được bao nhiêu cái push up, rồi sau 1 tháng cho thử thực hiện lại. Nhưng mà cái khó là không phải ai cũng thực hiện được chống đẩy. Có bao giờ gặp được khách hàng mà không bao giờ chống đẩy được cái nào không? Mình gặp khá nhiều, nhất là nữ hoặc là những người văn phòng mà đó giờ ít vận động á, họ không biết chống đẩy, họ không đẩy được cái nào hết, nên hình mình không thực hiện được những bài này. Nên những bài push up test chẳng hạn thì họ sẽ phù hợp cho những người có mục tiêu là vận động viên chẳng hạn, họ sẽ phù hợp hơn. Hoặc là David, nhưng mà phát đáp sao mình hỏi một tí này, nhưng mà cái bài push up này bình thường mà những người người ta yếu quá như phát vừa nói là dân văn phòng, những người văn phòng ấy, thì mình có thể giảm cái level xuống được không? Ví dụ như cho người ta quỳ gối này, hoặc là tăng cái mặt phẳng lên đấy. Bình thường sẽ là mặt phẳng cho người ta push up ở dưới đất là cái mặt phẳng bằng đấy, nhưng mà mình muốn giảm cái level xuống thì người ta ở có cái bục đấy, thì mình cho người ta quỳ gối xong thực hiện ở trên cái bục ấy, cảm thấy ok không? Được, mấy cái đó đều được hết. Nhưng mục tiêu của những bài mà test về performance này là để làm cái gì? Là để cho họ thấy được cái gọi là cái năng lực, cái hiệu suất, kiểu là sức mạnh của họ đó. Nên ok, đối với dân văn phòng mà chưa tập được cái push up nào trên mặt đất hết, thì mình giải thích cho họ là ok, bây giờ có thể chống đẩy ở trên cái ghế hoặc là chống đẩy trên đầu gối cho nó dễ hơn. Thì cái bài này là dễ, nhưng sau này bắt đầu thẳng nguyên người ra cho nó khó hơn, hoặc là chống đẩy dần thấp xuống tới mặt đất. Cái quan trọng là cho họ thấy được họ tiến bộ, để họ có một cái mục tiêu họ tập luyện và họ có được cái động lực tiếp tục tập luyện để duy trì sức khỏe và tập luyện. Cái gốc chung của cái mục tiêu của cái bài test này là cái tạo động lực và tạo mục tiêu cho khách hàng. Nên mình thực hiện làm sao đó mình biến đổi cho nó phù hợp với từng đối tượng khách hàng mà đáp ứng được hai cái đó, như là đáp ứng được họ có đảm bảo mục tiêu tiến bộ và họ có động lực để họ tiếp tục tập là ok. Hiểu không Dũng? Chứ không phải mình gặp khuôn là mình phải bắt buộc chứ không phải mình cứ bắt buộc họ phải làm được bài này mới được, còn không thì thôi. Mục tiêu của mình khi là người trainer, mình sẽ tạo động lực cho họ và mình đặt mục tiêu cho họ và họ hướng đến mục tiêu đó. Thế thôi. Okay. Thường thì trước mình vẫn dùng cái bài tập này là bài push up này để mình xem là cái phần xương bảo vai của người ta có mở ra hết cái biên độ không. Đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình chỉ thực